Thưa quý vị, trước nguy cơ lây lan dịch, từ 12 giờ ngày hôm qua, ngày 22 tháng 7, thành phố Đà Nẵng áp dụng một số biện pháp cấp bách phòng chống COVID-19 như hạn chế người ra đường, dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, dừng hoạt động taxi, shipper. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn chưa tuân thủ nghiêm quy định này. Dọc theo tuyến đường Nguyễn Phan Vinh đi vào chợ Thọ Quang vào sáng nay, rất nhiều hộ dân buôn bán dọc hai bên tuyến đường không thực hiện ngăn chay để giữ khoảng cách giữa người mua và người bán. Khi lực lượng chức năng đến xử lý, mọi người mới chịu dọn hàng lui vào nhà và chính lực lượng chức năng phải đi căng dây. Thực hiện cái ý kiến chỉ đạo của chủ tịch cũng như là lãnh đạo ủy ban dân phường, thì tổ kiểm tra quy tắc đô thị hôm nay của phường thì đã phối hợp với các cái lực lượng như gồm có dân quân, bảo vệ dân phố và công an phường tiếp tục ra quân. Hôm qua chúng tôi đã tiến hành nhắc nhở và tuyên truyền, thì sáng hôm nay chúng tôi tiếp tục cũng vận động tuyên truyền bà con nhân dân là chính. Trên tinh thần đó thì cương quyết xử lý đối với những trường hợp mà chay lì và không chấp hành theo cái chủ trương và cái công tác phòng chống dịch của thành phố cũng như là của địa phương. Trên tuyến đường này, ngoài những hộ dân có nhà ở và kinh doanh cố định, còn có một số người buôn bán lưu động. Theo ghi nhận của chúng tôi, mặc dù lực lượng chức năng vừa xử lý, vừa đẩy mạnh tuyên truyền nhắc nhở, thậm chí đã đẩy đuổi những hộ bán hàng rong. Song khi lực lượng chức năng vừa quay đi, tình trạng này lại tái diễn, rất cần xử lý quyết liệt hơn. Đối với những cái hộ mà người ta bán vỉa hè, bán trên các cái vỉa hè thuộc các tuyến đường là không phải là khách bản lai người ta tới, người ta kinh doanh buôn bán, thì cái này thì chúng tôi sẽ tập trung xử lý dứt điểm, không để cái tình trạng này lấn chiếm vỉa hè để làm nơi buôn bán để trong công tác phòng chống dịch. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đà Nẵng triển khai các biện pháp giãn cách xã hội với mức độ cao hơn, được đại đa số người dân thành phố đồng tình ủng hộ với mong muốn thành phố sớm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống mau chóng trở lại bình thường. Trong đó, quy định toàn thành phố phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, tập trung không quá 2 người nơi công cộng. Các hoạt động kinh doanh thiết yếu, buôn bán lương thực thực phẩm được hoạt động nhưng phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Do vậy, rất cần sự ý thức và chung tay của mỗi người dân và cần thiết phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.